Hơi mời anh chị em ngồi xuống ạ. Mời anh chị em ngồi xuống, chúng ta lắng nghe lá thư bổ nhiệm. Kính gửi cha Giuse Trần Đình Long, phụ trách giáo điểm tin mừng. Cha Giuse thân mến, vì lợi ích chung của Tổng Giáo Phận, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi với ban tư vấn cùng những người có trách nhiệm liên quan, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm giám quản tông tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, quyết định bổ nhiệm cha phục vụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy sau khi nhận bổ nhiệm thư này, cha cố gắng thu xếp bàn giao tất cả sinh hoạt tại giáo điểm tin mừng cho cha Giuse Đoàn Văn Thịnh, quản hạt xóm Chiếu, và cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên, chính xứ Phú Xuân, rời giáo điểm tin mừng đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Mục vụ số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 18 tháng 8 năm 2019. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, quan thầy của cha, chúc lành và nâng đỡ cha trong nhiệm vụ mới này, làm tại Tòa Tổng Giám Mục ngày 29 tháng 7 năm 2019, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa. Mời chị em cùng đứng lên để chúng ta hát bài tạ ơn Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa quyền toàn năng, tình yêu Chúa đã biết chi bao bề. Chúa muôn đời là Chúa cấp của chủ trời đất, ngàn bình quang cao chiếu yên trì đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi như Hallelujah, chị em cầm cái quạt cao lên tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah.